Ok, shop Lợi Slim Shot xin chào tất cả các bác đam mê nạc cao su nha. Thì hiện tại bây giờ em có một lô bi sắt mới về đó. Giữa tháng 7 cô hồn này thì em sẽ xả cái lô bi này các bác nha, với giá 35.000 một cân các bác nha. 35.000 một cân các bác nha. Đó, các bác từ thời điểm đăng video này nha, trong tháng 7 cô hồn các bác chú ý, các bác mua nhanh nha các bác nha. Đó, em sẽ xả cho hết cái lô bi này đấy, về với cái giá cực rẻ các bác nha. Giá 35.000 trên một cân là giá thấp nhất thị trường các bác nha. Các bác lưu ý, các bác lấy một lần 5 cân giúp em nha, 5 ký giúp em nha, số lượng 5 ký giúp nha. Giá này là chưa phí ship đâu các bác nha, bởi vì giá 35.000 đồng một cân này là giá vốn luôn rồi đấy nha. Đó, em xả kho đấy, rất là nhiều. Ở đây hiện tại thì đã về bi 10 nha, bi 10 ly cũng về rồi, bi 10 ly hàng cũng mới về luôn. Có bi 635, bi 7, bi 8 ly và bi 10 ly. Các bác nào mua thì hiện đã về đủ hết rồi các bác nha. Bi mới về đó, rất là nhiều. Các bác tranh thủ nha, các bác tranh thủ, các bác mua giúp em. Đấy, bởi vì tháng này trời mưa nên vậy bi sắt về nhiều thì em xả cho các bác với giá vốn nha. Các bác lưu ý là số điện thoại của em để trên tiêu đề video này này, 0902980193, số Zalo nhé các bác nha, số Zalo. Đó, các bác lưu ý là giờ làm việc của bên em là từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, chỉ làm việc giờ hành chính thôi. Còn buổi tối thì bên em tạm nghỉ đấy, thì các bác chú ý nha. Các bác liên hệ buổi tối không được thì các bác liên hệ vào lúc khác giúp em. Các bác xem video đừng quên nhấn đăng ký kênh nhé. Nhấn đăng ký kênh ở góc phải video này này, đó, có cái nút đỏ, rồi nhấn vào biểu tượng chuông nhận thông báo để em có xả hàng gì thì các bác sẽ liên hệ vào nha. Đó, đấy, thì em sẽ quay sơ bộ về cái kho của em cho các bác xem. Nhà của em ở đây, nhà của em ngoài ra còn bán thêm cả các cái loại máy móc hàng bãi đó, các loại máy móc ở đây rất là nhiều. Em quay sơ bộ cho các bác tham quan kho của Lợi luôn nha. Đó, nhà rất là nhiều hàng. Ngoài ra thì bên em còn có bán cả quần áo lính Hàn, lính Mỹ ngụy trang nữa các bác nha. Lính Hàn, lính Mỹ ngụy trang đó. Các dàn âm thanh karaoke cũng có bán các bác nha. Dàn âm thanh karaoke cũng có bán đó. Em kinh doanh rất nhiều mặt hàng. Loa, các loại loa mini các bác nha, các loại loa mini đều có hết. Đây, hàng hóa nhà em rất là nhiều các bác nha, rất nhiều. Đó, nên vậy đợt này xả hàng bi cho các bác. Đó, tiện em quay cho các bác tham quan luôn nhà của Lợi Slim Shot nhá. Đó, ở dưới đây cũng vẫn còn bi nữa, rất nhiều ở đây. Đấy, ngổn ngang các bác nha, rất nhiều. Đấy, các bác tranh thủ vào, các bác tranh thủ các bác đặt hàng giúp em nha. Bi sắt giá gốc luôn 35.000 một ký, chưa phí ship các bác nha. Các bác chú ý như vậy nha. Đó, rất là nhiều. Đây là có nguyên một bạn là sẽ cột dây theo yêu cầu cho các bác nha. Đấy, né, các loại né rất là nhiều các bác nhá, rất là nhiều nha, xỉ lẻ luôn các bác nhá. Bên em xỉ lẻ luôn cho các bác. Đấy, các loại ná rất là nhiều nhá, nhiều thun nữa, từ ná đến thun đến bi sắt da ná rất nhiều. Đây, trên đây nữa.
dây nhái cao su. Rồi các loại da ná, da ba lỗ. Đấy. Có đầy đủ hết các bác nhá, đầy đủ tất cả các phụ kiện, các bác mua cái hàng gì các bác liên hệ và giúp em ha. Vòng dù đeo ná có đầy đủ hết nhá. Có đầy đủ hết. Đó. Không có thiếu thứ gì. Các bác đặt hàng thì các bác đặt hàng thì các bác liên hệ vào trong Zalo giúp em nhé. Số điện thoại ra em để trên tiêu đề của video đấy, 0902980193. Thì em quay sơ bộ cho các bác về kho hàng đấy, và cái giá cả là giá gốc rồi, các bác không cần phải suy nghĩ nữa đâu. Các bác đặt hàng nhanh chóng nhá, chứ kẻo xả hết là không còn cái giá đó nữa đâu nhá. Có thể là sang tháng mà là sẽ hết chương trình. Nên vậy các bác nhanh tay nhá, các bác nhanh tay chốt đơn giúp em nhá. Các bác đặt hàng các bác nhắn vào Zalo thôi, ví dụ chốt cho tôi 5 cân bi 7 chẳng hạn, gửi về địa chỉ họ tên số điện thoại nhá, đầy đủ hết thông tin cho em để em sẽ chốt rồi em gửi về cho các bác đó, không cần cọc cạch gì hết nhá. Các bác nào lấy 5 cân 10 cân thì tranh thủ đi đó, tranh thủ trong đợt này lấy về chữ lại mà chơi nhá. Đấy, giá sắt thép thì trên thị trường nó biến động rất là kinh, giá nguyên vật liệu bây giờ nó tăng cao. Chỉ cần Trung Quốc nó dịch cái là nó tắc biên một cái là giá lại tăng lên vùn vùn đấy các bác nhá. Đó, cái đợt này tháng cô hồn như vậy hàng nó lại về nhiều. Đấy, tất cả mọi thứ bởi vì tháng cô hồn mà ít người người ta bán được nên vậy hàng hóa nó sẽ còn nhiều các bác nhá. Nên vậy em sẽ xả. Đó, các bác tranh thủ mua vào đi. Rồi. Video thì em cũng quay ngắn gọn rồi thôi. Bây giờ em sẽ kết thúc video tại đây các bác nhé. Các bác có cái gì thắc mắc các bác cứ bình luận vào dưới phần video giúp em. Ha. Đó.